Thế Dương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tổng hợp của Vui Cùng NL34 tập phim may mắn. Hãy cùng Thế Dương đến với đáp án của những tập phim may mắn được chọn trong tuần qua nhé. Trong tập 11, ai là người muốn sát hại thầy trò Đinh Ninh? Chúng ta hãy cùng xem đó là nhân vật nào. Ta muốn người giúp ta giết chết Tiết Dông Hư và cái tên thiếu niên bên cạnh ông ta. Tiết Dông Hư và Đinh Ninh. Trong tập 12, Đinh Ninh đã dẫn dụ nhóm sát thủ đến nơi nào? Hãy cùng xem đó là đâu nhé. Hơn nữa, dù hôm nay có biến cố gì, người của Lưỡng Tần Lâu sẽ đứng ra can đảm. Ta sẽ cho người đưa bọn họ ra khỏi Ngư Thị, giao cho Dương Thái Hư. Trong tập 13, Đinh Ninh đã đạt được điều gì khi chiến thắng Chu Tả Ý trong cuộc thách đấu? Chúng ta hãy cùng xem đáp án nào. Ngươi muốn cược gì? Nếu ngươi thua ta, ta muốn xem Tả Ý tàn quyển của Chu gia. Còn nếu thắng ta, ngươi sẽ được thấy bản ghi chép của Tiết Động Chủ. Ngươi biết Tả Ý tàn quyển của Mặt Viên Chu gia chúng ta, vậy mà lúc nãy còn nói không ấn tượng gì với chúng ta. Biết Tả Ý tàn quyển cũng đâu nhất thiết phải biết thứ hạng của ngươi. Xin được chúc mừng những vị khán giả đã nhận được giải thưởng 200.000 đồng của chương trình. Các bạn liên hệ với fanpage Long An TV để phát thanh và truyền hình Long An hoặc là gọi đến số điện thoại 02723 821890 để nhận giải. Xem phim mê say, nhận quà ngay cùng tập phim may mắn. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.